Jogabola, Pizza Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Các bạn thân mến, chúng ta đang có mặt ở sân vận động Pleiku của tỉnh Gia Lai để đến với trận đấu giữa hai câu lạc bộ Gia Lai và với cái bình dương trong khuôn khổ Đại Phúc V-League 2023-2024. Cho đến lúc này thì LPB Hoàng Gia Lai là đội bóng vẫn chưa hề biết đến mùi chiến thắng ở V-League mùa giải mới. Trong khi đó thì BKB Bình Dương là đội cũng vừa trải qua một thất bại ở trận đấu đá bù với câu lạc bộ Hà Nội khi họ để thua với tỷ số 0-1 trên sân nhà. Nguy hiểm và tỷ số được mở cho đội chủ nhà LPB Hoàng Gia Lai. Phá dứt điểm là của Lê Văn Sơn. Sự thuận lợi đã sớm đến với đội chủ nhà trong một tình huống cố định. Cú đá tốt của Minh Vương đã được tận dụng thành công bởi pha chạm bóng của trung vệ Lê Văn Sơn. Và ở tình huống vừa rồi thì người ta đã nhìn thấy một lỗ hổng tương đối lớn trong cách chơi phòng ngự của BKB Bình Dương. Cú dứt điểm. Cú đá là của Tiến Linh. Và dứt điểm trúng đích của đội trưởng bên phía BKB Bình Dương, nhưng ở tình huống vừa rồi thì độ hóc hiểm mà Tiến Linh tạo ra là chưa đủ lớn. Một khoảng trống đã xuất hiện, nhưng từng đó là chưa đủ sắc bén để có thể làm nên chuyện. Cú dứt điểm. Không có bàn thắng cho cầu thủ BKB Bình Dương. Dương Văn Lợi đã có mặt ở vị trí vừa đủ tốt để có thể hóa giải được tình huống dứt điểm vừa rồi của Quế Ngọc Hải. Ở pha bóng này thì một trung vệ của BKB Bình Dương đã chớp được một thời cơ khá nguy hiểm. Dứt điểm vẫn còn, tỷ số là 1-0. Đó là pha ghi bàn của Giang Clesio. Một tình huống bóng này và ở tư thế tương đối thuận lợi, cự ly chỉ khoảng hơn 10 mét, Giang Clesio đã không gặp phải bất cứ một sự khó khăn nào từ một tình huống truy cản của các cầu thủ phòng ngự bên phía Hoàng Gia Lai. Cú đá quyết đoán của Giang Clesio đã đem về cho BKB Bình Dương bàn gỡ. Đây là pha bóng mà Dương Văn Lợi đã không nhận được nhiều sự hỗ trợ của các đồng đội. Dứt điểm. Cú đá đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai đã thuộc về đội chủ nhà, và đó là pha dứt điểm của Nguyễn Quốc Việt, một trong hai tiền đạo trên sân lúc này của Hoàng Gia Lai. Hoàng Gia Lai cũng là đội đã có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu này với pha dứt điểm sau tình huống cố định của hậu vệ Lê Văn Sơn.
3 vòng đấu đã qua của Naivop V-League mùa giải 2023-2024, Hoàng Gia Lai chỉ có được một trận hòa trên sân của Hải Phòng. Đây là một khoảng trống, Tiến Linh không vào. Rất may cho đội chủ nhà LP Bank Hoàng Gia Lai khi ở tình huống vừa rồi cú đá của Tiến Linh không quá hóc hiểm. Nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn Dương Văn Lợi. Sau pha tấn công vừa rồi thì đội trưởng Nguyễn Tiến Linh của BKM Bình Dương đang bị đau. Chúng ta đã thấy được những khoảng trống, chúng ta đã thấy được sự mong manh trong cách chơi phòng ngự của Hoàng Gia Lai. John Clay rất nguy hiểm. Đó là một thứ vũ khí sở trường của John Clay. Với các cổ động viên ở sân Pleiku thì chắc chắn là họ vẫn còn nhớ khoảnh khắc mà John Clay đã lấy đi của họ một trận thắng ở mùa giải trước khi anh chơi cho Công an Hà Nội. Ibarra may mắn không hoàn toàn đứng về phía cầu thủ BKM Bình Dương. Sau cú dứt điểm của tiền đạo mới vào sân Ibarra, bóng đã chạm chân hậu vệ của đội chủ nhà làm đổi hướng nhưng nó cũng không đi vào khung thành của Hoàng Gia Lai. Giang Clesio đứng chờ bóng. Phản công cho LP Bank Hoàng Gia Lai. Quốc Việt. John Clay. Cú tiếp bóng của John Clay rõ ràng là không hợp lý. Thời cơ đã trôi qua. Có hai lựa chọn cho John Clay trong tình huống vừa rồi. Nhưng tình huống xử lý của tiền đạo bên phía đội bóng phố núi rõ ràng là không đủ tốt. Elogo khá nguy hiểm. Lời đáp trả của BKM Bình Dương cũng là tương đối lợi hại. Tuy nhiên bóng vẫn bị chặn lại bởi thủ môn Dương Văn Lợi. Lại là một cơ hội phản công cho LP Bank Hoàng Gia Lai. John Clay. Cú cất chân từ cự ly phải hơn 30m của John Clay. Nhưng thể lực vào lúc này của John Clay rõ ràng là không đủ tốt để anh có thể tạo ra một cú đá thực sự đầy sức mạnh. Sẽ là không hề đơn giản đối với BKM Bình Dương. Dù về mặt thế trận họ đã chuẩn bị tương đối tốt. Elogo quá người dứt điểm. Đáng khen cho pha hoạt động vừa rồi của Elogo. Nhưng cú đá ở góc hẹp của số 77 bên phía đội bóng áo trắng đã không thể thắng được Dương Văn Lợi. A Hoàng đã để cho đối phương loại bỏ tương đối dễ dàng. Thật may cho đội chủ nhà là cú đá vừa rồi của Elogo không phải quá sắc bén, bóng đi ở tầm tương đối thấp. Duy Thường. Như vậy là trận đấu giữa LP Bank Hoàng Gia Lai và BKM Bình Dương trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư của Naivop V-League 2023-2024 đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Một trận đấu mà BKM Bình Dương đã có một quãng thời gian tương đối dài tạo ra được một sức ép tốt với rất nhiều những tình huống kết nối hợp lý với cách đá tương đối đa dạng, nhưng họ đã không thể có sự kết thúc tốt hơn so với những gì thuộc về đội chủ nhà. Hoàng Gia Lai là đội đã có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm với pha ghi bàn của hậu vệ Lê Văn Sơn, nhưng họ đã không thể giữ được lợi thế dứt điểm thêm một lần nữa. Giang Clesio là người đã ghi bàn giúp cho BKM Bình Dương có thêm một điểm trên sân của đối thủ. Và LP Bank Hoàng Gia Lai vẫn là đội chưa biết thắng cho đến lúc này ở mùa giải mới. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu giữa LP Bank Hoàng Gia Lai và BKM Bình Dương trong khuôn khổ Naivop V-League 2023-2024 xin được dừng lại ở đây. Xin thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.